Xin chào tất cả các bạn nha, chúng mình là các xe bồn trộn bê tông rất là nhiều màu sắc chở nhau đi làm việc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng mình lại tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng nha. Và hôm nay chúng mình lại chở nhau đi thế này nè, vì hôm nay chúng mình biết trên đường này có rất là nhiều yêu quái vật luôn, nên chúng mình phải chở nhau đi như thế này để tránh quái vật nha các bạn nha. Ok, let's go, chúng ta tiến lên nào, hy vọng là chúng ta sẽ không đụng độ phải quái vật nha các bạn nha. Các người sai lầm rồi, ta chính là quái vật đây. Ha ha ha. Các người biết ta là quái vật gì không? Ta chính là quái vật con quỷ hai sừng và có hai cái đầu rồng nữa nè. Ta đã đuổi kịp các ngươi rồi. Chết rồi các bạn ơi, chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi. Có một con quái vật có hai cái sừng và hai cái đầu rồng nữa, nó đang đuổi theo chúng ta kìa. Xe màu vàng ơi, chạy nhanh lên, bạn chạy chậm quá, nó đuổi kịp bạn rồi kìa. Chết rồi, cứu mình với, mình chạy chậm quá, ai cứu mình với, nó đuổi kịp mình rồi kìa. Không ai cứu người đâu. Bây giờ ta sẽ tung vô người cho người bốc cháy và nát tan tành luôn. Hỏi xe màu cam và màu vàng tung vô người nào. Chết rồi các bạn ơi, nó tung mình và nó còn biến hóa ra cái cây kiếm nữa kìa. Nhưng mà mình chưa bị sao, mình chạy thôi. À, người chưa bị sao, hãy xem ta đây, tung người một phát nữa nè. Chết rồi các bạn ơi, nó đuổi kịp mình rồi. Wow, nó tung mình một phát nữa và mình bị bốc cháy nát tan tành rồi nè. Các bạn ơi, cứu mình với, cứu mình với. Tiếp theo là chiếc xe màu trắng và màu cam đây, hãy xem ta cho các người nát tan tành đây. Chết rồi các bạn ơi, chạy thôi, nó đuổi kịp mình rồi, nó chạy rất là nhanh luôn. Mình đã tăng tốc độ như thế này mà còn không chạy lại nó nè. Wow các bạn ơi, nó nhảy lên người mình, khiến hai xe của mình nát tan tành và bốc cháy rồi. Các bạn ơi, cứu mình với nào, cứu mình với đi. Các bạn ơi, chúng ta chạy nhanh thôi, chúng ta phải cần có cái gì đó để tiêu diệt nó. À đây rồi, có ba con quay, chúng ta chạy qua để dụ nó vô thôi. Kia rồi, nó vô rồi các bạn ơi, đó, thành công rồi. À, các người dám tiêu diệt ta bằng con quay, ta sẽ kêu anh của ta ra. Ta chính là anh của nó đây. Ta chính là quái vật khổng lồ hai sừng và có rất là nhiều gai nhọn trên cánh tay. Các người dám tiêu diệt quái vật đàn em của ta, bây giờ ta sẽ dí theo các ngươi. Chết rồi các bạn ơi, nó kêu đại ca của nó ra kìa, chúng ta chạy nhanh thôi. Wow, đại ca của nó màu tím khổng lồ quá, không biết là nó làm gì chúng ta đây. Wow, các bạn ơi, cứu chúng mình với. Ôi, cái tay của nó rất là to. Chết rồi các bạn ơi, cái tay của nó tung một cái mà hai xe của mình bị nát tan tành rồi. Nhưng mà hên quá các bạn ơi, các xe của mình vẫn chạy được nè. Cứu chúng mình với. Ê ấy, chết rồi các bạn ơi, lần này thì nó làm cho xe màu xanh dừng lại luôn. Chúng ta phải chạy nhanh thôi các bạn ơi. Con quái vật này có cái gai nhọn rất là ghê luôn, nó đụng tới đâu là cái xe bể tới đó luôn. Wow, nó đang đuổi kịp xe màu xanh và xe màu đỏ phía sau rồi kìa. Chết rồi các bạn ơi, chúng ta phải chạy nhanh thôi, không là nó tiêu diệt tất cả các xe của chúng ta đó. Các người không chạy thoát khỏi đâu, bây giờ ta sẽ tiêu diệt con nào đây. Chiếc xe nào cũng rất là béo tốt, rất là to, mà ta không biết tiêu diệt xe nào đây. Đây rồi, để ta chọn coi. Đây rồi, ta sẽ làm thịt hai chiếc xe này tung vô người nào. Cứu mình với các bạn ơi, nó rất là mạnh luôn, nó tung hai chiếc xe mình bị nằm ngã xuống đường rồi, ai cứu chúng mình với. Không ai cứu các người đâu. Đâu rồi, à các người chạy thật là nhanh đó, dám chạy thoát khỏi ta, nhưng không sao. Ta sẽ nhảy lên chiếc xe đàn em của ta là một chiếc xe bồn hủy diệt. Đàn em của ta hãy tiến tới và chở ta đi tiêu diệt nó đi. Ok đại ca ngồi chắc vô, em sẽ dùng tên lửa của em để đẩy đại ca đi nhanh nào. Ok, chạy nhanh lên cho ta. Đúng rồi đó, người chạy khá nhanh rồi đó. Và bây giờ ta đã gần đuổi kịp các ngươi rồi. Các ngươi chạy không thoát khỏi tay của ta đâu. Hỡi các xe trộn bê tông kia. Ha, ta đã đuổi kịp các ngươi rồi đây. Chết rồi các bạn ơi, chúng ta chạy nhanh thôi. Con quỷ này đã đuổi kịp chúng ta rồi kìa. Chúng ta phải tăng tốc thôi, không là nó tung vô chúng ta đó. Các ngươi không kịp tăng tốc đâu, hãy xem ta đây, tung vô các ngươi nào. Chết rồi các bạn ơi, nó dùng chiếc xe của nó tung vô hai chiếc xe của mình và bốc cháy rồi. Và bây giờ nó đã nhảy xuống và nó đang chạy tiếp kìa. Các bạn ơi, cứu chúng mình với, mình bị bốc cháy rồi nè. Nóng quá các bạn ơi. Tiếp theo chỉ còn lại ba chiếc xe này, bây giờ ta sẽ tiêu diệt chiếc nào đây? Có lẽ là chiếc xe màu hồng này đây thôi. Các người chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Các bạn ơi, đây có những cái hố nước nè, chúng ta dụ nó chui vô hố nước đi. Kia, wow, được rồi, thành công rồi các bạn ơi. Nó đã bị chúng ta phá hủy nát tan tành rồi, thật đáng đời cho nó quá đi nè. Ta là quái vật rồng ba đầu đây, các người dám phá hủy quái vật của ta, ta sẽ đuổi theo các người. Ta có cái đuôi rất là dài. Chết rồi các bạn ơi, lại thêm một con quái vật rồng có ba đầu và có cái đuôi rất là dài, nó đuổi kịp chúng mình rồi các bạn ơi. Các người chạy không thoát khỏi tay ta đâu, hãy xem ta cho các người nát tan tành bằng ngọn lửa của ta. Chết rồi các bạn ơi, nó phun lửa làm cái xe của mình bị cháy rồi. Các bạn ơi, cứu mình với, cứu mình với.
Bây giờ ta sẽ đuổi theo các ngươi và ta sẽ cho các ngươi bay lên bầu trời thật là cao. Chết rồi các bạn ơi, nó đuổi theo chúng ta và nó dự định cho chúng ta bay lên kìa. Wow, và chúng ta đã bị nó nhấc bổng lên rồi kìa các bạn ơi. Hai xe của chúng ta bay lên trời rồi, chóng mặt quá các bạn ơi, chóng mặt quá, cứu mình với. Chết rồi, mình bay rất là cao nè. Wow, các bạn ơi, chúng ta sẽ rơi xuống đất mất thôi, cứu chúng mình với, cứu chúng mình với. Wow, nó tiếp tục, nó đuổi theo chúng ta kìa, ai cứu mình với các bạn ơi. Chết rồi, và tất cả các xe của chúng ta bị rơi xuống đất nát tan tành rồi các bạn ơi. Ai cứu chúng mình với? Không ai cứu các người đâu, ta đi đây, tạm biệt các người nha. Các bạn ơi, chúng mình là xe tải chở cái xe trộn bê tông đây. Chúng mình là cái xe trộn bê tông có cái thùng quay được, còn xe trộn bê tông có cái thùng không quay được thì đã bị quái vật nó tiêu diệt rồi. Nên chúng mình dùng cái xe này để đi lấy bê tông xi măng thay cho các xe kia thôi các bạn ơi. Chúng ta phải chạy nhanh thôi, các thùng của chúng ta đang quay rất là nhanh nè. Ok, hy vọng là chúng ta sẽ tới công trường thành công nha. Wow, nhưng mà các bạn ơi, phía trước của chúng ta là con dốc đó. Không sao đâu, các bạn cứ bám chắc vô đi, chúng ta sẽ tới nơi thành công thôi mà. Đó, phía trước của chúng ta là một con đường rất là dốc. Wow, nhưng mà các bạn ơi, đây là một con đường bị cục rồi. Ôi, chúng ta đi nhầm đường rồi. Chết rồi các bạn ơi, đây là một con đường dẫn tới dung nham núi lửa. Wow, khiến các xe của chúng ta bị bay xuống hố núi lửa rồi các bạn ơi. Đó, các bạn coi lại nè, các xe của chúng ta bay lên và tung vô một ngọn núi các bạn ơi. Ngọn núi này do quái vật tạo ra đó, và các xe của chúng ta đã bị rơi xuống hố dung nham núi lửa này luôn rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng ta là các xe tải chở các xe siêu nhanh đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi để giải cứu các xe trộn bê tông bị quái vật hãm hại nha. Chúng mình chở rất là nhiều siêu nhân nè, không phải là yêu nhân đâu nha, siêu nhân nhện đó. Và hôm nay chúng mình sẽ dùng siêu nhân nhện để đi chiến đấu với quái vật, để giải cứu quái vật nha các bạn nha. Wow, hy vọng là chúng ta sẽ tới để giải cứu các xe trộn bê tông thành công nha. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh cho mình để mình đi cứu các bạn ấy thành công nào. Được rồi, chúng ta tăng tốc thôi. Wow, nhưng mà các bạn ơi, phía trước của chúng ta là gì kia? Ôi các bạn ơi, có ba con quái vật có rất là nhiều chân luôn. Trời ơi, ba con quái vật xe buýt. Wow, và nó có chân nhện khiến các xe của mình tung chúng rồi. Đó các bạn coi nè, nó rất là ghê luôn, và nó chặn đường xe chúng mình khiến xe chúng mình bị nát tan tành rồi nè các bạn ơi. Vậy là chúng mình thất bại rồi. Không sao, không sao đâu, chúng mình là xe tải đây, xe tải chở gỗ, chở máy cày màu tím nè các bạn ơi. Các bạn thất bại rồi thì để chúng mình sẽ đi tiêu diệt các con quái vật đó nha, để mà giải thoát cho các bạn cũng như xe trộn bê tông. Vì chúng mình có máy cày rất là mạnh nè, cũng như là trong chúng mình có rất là nhiều gỗ, chúng mình sẽ dùng gỗ để tiêu diệt nó. Wow, nhưng mà các bạn ơi, hình như đây là những con quái vật khác. Wow, quái vật Speedy Toilet, tung vô nó luôn, tung nào. Wow, nó rất là to các bạn ơi, chúng mình thất bại rồi và gỗ đã rơi ra ngoài hết rồi. Không sao, không sao, chúng mình là cái xe bồn chở xăng và xe bồn chở nước đây. Các bạn thất bại nhưng mà chúng mình sẽ cố gắng để đi dập tắt cho lửa cho các bạn nha. Chúng mình hôm nay có hai cái xe bồn chở nhau như thế này, có rất là nhiều nước bên trong nè. Hy vọng là chúng ta sẽ tới và dập lửa cho các bạn thành công, chứ chúng mình có hết cách giúp các bạn rồi. Quái vật ở đây rất là ghê. Ok, chúng ta đi thôi các bạn ơi, chúng ta phải chạy nhanh thôi vì quái vật nó đang tiêu diệt các xe đó. Đây là xe màu hồng, xe màu xanh, xe màu vàng các bạn ơi, chúng mình có rất là nhiều màu sắc luôn. Nhưng mà các bạn ơi, mình thấy xa xa phía trước có cái gì đó đang quay quay đó, không biết có phải là quái vật đang quay không. Wow, các bạn ơi, không phải là quái vật mà các con quay khổng lồ. Ôi các bạn ơi, các con quay này đánh trúng xe của chúng ta nát tan tành rồi. Và đây có hai con quay nữa nè các bạn ơi, hai con quay màu vàng và có cái búa hủy diệt nữa, khiến các xe của chúng ta bị nát tan tành luôn rồi. Vậy là chúng ta không thể tới để chữa cháy cho các xe kia, và thậm chí xe của chúng ta đều bốc cháy rồi. Không sao, chúng mình là cái xe cứu hỏa đây. Hôm nay chúng mình chở thêm các xe gì nữa các bạn biết không? Đó chính là cái xe ô tô hủy diệt đó. Chúng mình sẽ dùng xe cứu hỏa này để đi chữa cháy nha, và ô tô hủy diệt thì sẽ tiêu diệt quái vật luôn. Ok, chúng ta tiến lên nào. Các bạn đếm giùm mình có bao nhiêu cái xe nha. Vào phía trước lại có thêm ba con quái vật gì đây. Chúng ta tiến lên luôn và đừng sợ nó. Đó, quái vật gì đó kìa các bạn ơi. Wow, thì ra là quái vật máy khoan chân nhện. Wow, thì ra là quái vật máy khoan chân nhện các bạn ơi. Cái mũi khoan của nó rất là ghê luôn, và khiến cái xe của chúng mình tung chúng và lật rồi. Wow, chúng mình không phải là đối thủ của ba con quái vật này rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng mình sẽ nhờ cái xe thiết giáp này đi. Các bạn xe thiết giáp ơi, các bạn xe tăng thiết giáp này chạy tới và tiêu diệt quái vật giùm chúng mình nha. Ok, chúng ta tiến lên nào. Hy vọng là quái vật sẽ sợ chúng ta. Đây là xe thiết giáp màu xanh, phía sau là màu vàng, màu trắng và màu đen nè các bạn ơi. Kìa rồi, chúng ta đã thấy quái vật phía trước rồi. Tiến lên và tiêu diệt nó đi. Đó, có một cái gờ phía trước kìa.
Ồ, nhưng mà không phải quái vật, đây là một ngọn núi. Chết rồi, các xe của chúng ta bị bay lên rơi xuống ngọn núi và có một cái hố núi lửa luôn. Vậy là cái xe của chúng ta cũng không thể nào tìm quái vật được rồi, cũng thất bại luôn rồi các bạn ơi. Thôi mình kết thúc video nha, bye bye, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha.